Ô tô Nhật tại Việt Nam bước vào cuộc đua nâng cấp trang bị, công nghệ. Mazda là thương hiệu ô tô đầu tiên đặt nền móng cho cuộc cách mạng công nghệ, trang bị trên ô tô Nhật Bản tại Việt Nam. Các thương hiệu ô tô Nhật Bản như Honda, Mitsubishi, Mazda hay Toyota tại Việt Nam đang bước vào cuộc đua nâng cấp trang bị, công nghệ để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trên thị trường. Bằng việc nâng cấp này, những chiếc xe Nhật Bản trước đây đang dần xóa bỏ định kiến trang bị nghèo nàn, không có gì để hỏng. Trong khi những mẫu xe tới từ Hàn Quốc đang bán rất chạy, với nhiều trang bị hiện đại. Khơi mào cho cuộc chạy đua nâng cấp trang bị này, phải kể tới Mazda khi các mẫu xe như Mazda CX-5, Mazda 2 hay 3 mới sở hữu các trang bị, tiện ích không hề kém cạnh so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Hay như Honda với CR-V phiên bản nâng cấp lắp ráp tại Việt Nam, Mitsubishi với Outlander 2.4 CVT Premium và mới đây nhất là Toyota Việt Nam, khi ra mắt ồ ạt nhiều mẫu xe như Corolla Altis phiên bản nâng cấp 2020, Corolla Cross hoàn toàn mới và Hilux 2020. Nhìn chung, các mẫu xe Nhật Bản đang dần lấy lại vị thế bằng việc nâng cấp, trang bị thêm cho những chiếc xe chủ lực không hề kém cạnh các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, có thể thấy ngoài nâng cấp trang bị, tiện nghi nhưng giá bán không đổi, tăng nhẹ hoặc thậm chí là thấp hơn so với trước, các hãng xe Nhật cũng tập trung vào vấn đề an toàn, yếu tố đặc biệt quan trọng mà người sở hữu xe quan tâm. Tiên phong trong cuộc cách mạng an toàn trên ô tô Nhật tiếp tục phải kể đến các mẫu xe Mazda khi được trang bị gói an toàn Mazda i-Activsense. Kế tiếp đó, Honda CR-V ra mắt thị trường Việt Nam với gói an toàn Honda Sensing trên tất cả các phiên bản, và Mitsubishi nhanh chóng nối bước với gói công nghệ an toàn chủ động Mitsubishi e-Assist. Nổi bật nhất phải kể tới Toyota Việt Nam, khi liên tiếp ra mắt các mẫu xe mới trong thời gian ngắn, như Corolla Cross hay Hilux, được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Trước đó, các mẫu xe của thương hiệu này như Vios, Corolla Altis, Camry, Innova hay Fortuner cũng đã được nâng cấp trang bị an toàn, đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN. Thêm vào đó, mẫu xe Toyota Corolla Cross ghi dấu ấn, đặt dấu mốc cho sự phát triển rộng rãi của công nghệ hybrid tại Việt Nam thông qua mẫu xe bình dân này. Trong khi hầu hết các hãng xe bình dân tại Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng lại ở công nghệ chuyển động động cơ tăng áp, vừa ra mắt, Toyota Corolla Cross 1.8H đã xác lập vị trí ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam, với mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ 4,2 lít 100 km, ít hơn cả những mẫu xe hạng A. Tuy vậy, các mẫu xe Nhật Bản có lấy lại được vị thế hay không vẫn phải chờ thời gian trả lời. Hiện tại, Hyundai đang dẫn đầu doanh số ô tô du lịch tại Việt Nam với 35.620 xe bán ra từ đầu năm. Toyota xếp vị trí thứ 2 với 30.484 xe, Kia đứng thứ 3 với 14.010 xe, và xếp sau là hàng loạt các thương hiệu Nhật Bản như Mazda, Honda, Mitsubishi.